Xin chào tất cả các bạn đang theo dõi video của kênh Cửa hàng Kiên Đồ Cũ. Tiếp tục trở lại với video ngày hôm nay, Cửa hàng Kiên sẽ gửi đến cho các bác một bộ sưu tập gồm rất nhiều những mẫu đồng hồ cơ cổ chính hãng đến từ Thụy Sĩ, Nga và Nhật. Các bác cùng theo dõi video nhé. Và trong quá trình xem video, các bác yêu thích mẫu đồng hồ nào thì nhắn tin về Zalo số điện thoại 0936050424, em đã ghi ở bên ngoài màn hình để được tư vấn trực tiếp nhé. Mẫu đầu tiên lên cho các bác này, Orien, một cái hãng đồng hồ rất là nổi tiếng của Nhật, với mặt xà cừ, em nói quá là chất luôn, mặt xà cừ màu xanh, cọc số chạy tia và có một ô cờ lịch nằm tại góc 3 giờ. Vỏ viền bọc thép không gì toàn thân, và đây là một chiếc Orien còn giữ được cái độ mới rất là cao luôn, các bác nhìn này. Đây là phần vỏ ngoài nhá, với thiết kế hai núm. Đây là cái núm để chỉnh cái phần lịch bơm này, các bác sẽ ấn vào bên trong này chỉnh phần lịch ngày nhá. Lịch ngày của em này sẽ là lịch bơm. Cách thứ hai là để chỉnh cái phần kim này. Đó, bộ máy cơ tự động với 27 chân kính, nguyên bản chính hãng của Nhật. Đây là dây khóa nha, dây khóa Orien này, và mặt đáy có khắc tên và biểu tượng của thương hiệu đồng hồ này. Em là zin nguyên bản toàn bộ 100% luôn ấy, với size ngang là 36 và size dọc em này là 40 nha, size ngang 36 và dọc là 40. Em này form dáng quá là chất luôn ấy, em lên tay cho các bác xem thử chiếc này này. Màu mặt xanh xà cừ cực kỳ là độc đáo. Máy cơ tự động lên đến 27 chân kính. Và bây giờ em sẽ mở cho các bác xem các bộ máy bên trong của chiếc này nhé. Tôi giới thiệu đến các bác bộ máy bên trong của chiếc Orien này. Các bác nhìn này, máy cơ tự động 27 chân kính nguyên bản chính hãng của Orien Nhật Bản nhé. Tình trạng máy của em này thì đang hoạt động rất là tốt. Máy đã được lau dầu và căn chỉnh ổn định rồi. Giao lưu với các bác mẫu đồng hồ này, mã sản phẩm là E162 với giá chỉ có 2.480.000 nhé. Tiếp tục qua mẫu thứ hai, giới thiệu đến các bác một chiếc Orien 3 sao. Đây là một cái dòng máy cơ cổ điển của thương hiệu Orien. Em này rất là xưa rồi, các bác nào mà yêu thích sưu tầm các cái dòng máy cổ của Orien, các bác có thể chốt đơn cho em chiếc này nhé. Bộ máy cơ tự động lên đến 25 chân kính. Ở dưới đây thì các bác có thể thấy biểu tượng hình 3 ngôi sao này. Đây là biểu tượng của cái dòng đồng hồ này. Cọc số nổi với 3 kim và một ô cờ lịch nằm tại vị trí góc 3 giờ. Vỏ viền bọc inox không gỉ toàn thân. Các bác nhìn này. Đây là bộ dây khóa chun nhé. Dây khóa của em này là dây khóa chun. Mặt đáy này có khắc biểu tượng. Núm zin logo. Và đây cũng là một chiếc Orien có 2 núm. Một núm để chỉnh cái phần lịch bơm này. Đó, lịch ngày nha các bác. Nước thứ hai sẽ là nước chỉnh kim. Đối với cái phần lịch thứ thì chỉ cần lịch ngày, cái phần kim này quay hết một ngày lịch em sẽ tự động nhảy sang ngày mới nha. Kim này là kim có dạ quang này, với một cái size mặt khá là lớn, đó là size 37. Cái form khá là dễ đeo cho các bác, em lên tay nhá. Rồi, và đây là bộ máy bên trong của chiếc Orien này. Rồi các bác nhìn này, bộ máy Orien 1942, 25 chân kính. Đó, một cái bộ máy Orien rất là cổ điển luôn, máy nguyên bản chính hãng của Nhật nha các bác. Em này rất là đáng để cho các bác sưu tầm này, từ năm 1942. Rồi, chốt đơn cho em chiếc này với mã sản phẩm là E157, giá chỉ có 1.280.000 nhá. E157 chiếc này với giá chỉ có 1.280.000 cho một chiếc Orien zin cơ cổ nguyên bản zin 100% như thế này. Em qua mẫu đồng hồ thứ ba này, một chiếc Satima máy cơ lên dây. Đây là một cái dòng máy của Nhật Bản với phần mặt thiết kế rất là đẹp luôn các bác ạ. Đây cái phần mặt, phần lụa, cọc số
hai cọc số được đính bằng hai viên đá quý vào góc 6 và 12 giờ này. Đó, máy co lên dây. Form dáng vuông cạnh bầu. Núm này là núm ngọc nha các bác, núm ngọc màu đen này. Size ngang em này là 30 và size chéo là 34. Tương đương với một chiếc đồng hồ form tròn size 33 nha các bác. Vỏ viền là vàng. Em này còn giữ được một cái độ mới rất là cao luôn đấy các bác ạ. Vỏ viền vàng còn rất là đẹp. Đáy inox. Dây khóa có khắc biểu tượng chữ S. Đó. Biểu tượng chữ S và chữ đô, chữ Santima đấy. Lên tay các bác xem chiếc này nhá. Quá là đẹp luôn. Mặt kính cực kỳ là sáng. Bộ máy cơ lên dây đã được lau dầu. Tình trạng máy hoạt động ổn định rồi nhá. Em này thì sẽ dành cho các bác nào có cổ tay vừa và nhỏ một chút thì lên tay sẽ rất là đẹp này. Mã sản phẩm là E159. Chiếc này Zalo với các bác chỉ có 1.580.000 thôi. Chốt đơn cho em chiếc này nhá. Với mã là E159, giá 1.580.000. Tiếp tục em qua mẫu. Một chiếc Santima. Máy co lên dây em này là 23 chân kính này. Mặt rất là đẹp. Em này kiểu hình mặt bắt quái. Với các cọc số đính đá vào vị trí 3, 6, 9 và 12 này. Vỏ viền vàng nhá. Chiếc này thì sẽ có một cái form dáng nó khá là mỏng gọn một chút. Đáy inox. Núm ngọc màu đen. Đây là một cái núm rất là đặc trưng của thương hiệu Santima này. Dưới khóa này là dây khóa linh kiện nhá. Em lên tay cho các bác xem này. Đó. Với size ngang là 33. Size ngang là 32. Size dọc cũng sẽ là 32 luôn. Và đặc biệt là em này sẽ có cái phần chân càng nó dài, cho nên là nó sẽ hách dáng hơn một chút nha. Đó, vỏ viền vàng em này thì còn rất là sáng này. Mặt cũng là mặt vân lụa. Và biểu tượng của hãng đồng hồ Santima, đây là cái biểu tượng hình vương miệng. Rất là sang luôn đấy các bác ạ. Em này có mã là E161 nhé. Zalo với các bác giá 1.790.000 này. E161 với giá là 1.790.000. Chiếc Santima này. Em qua mẫu đồng hồ tiếp theo. Oris mặt huyết. Bộ máy cơ lên dây 17 chân kính. Liền số thể thao. Quá là chất luôn các bác. Mặt huyết, một trong những cái màu mặt mà được các bác yêu thích và săn lùng rất là nhiều. Với size mặt là 37 này. Size 37 không tính núm nhé. Vỏ viền vàng. Đây là cái phần vỏ viền của chiếc này. Em này còn rất là sáng và đẹp. Đó. Đáy em này là đáy inox nha. Có khắc tên thương hiệu Oris này. Bộ máy cơ lên dây 17 chân kính đã được lau dầu và căn chỉnh ổn định rồi. Bác mua về thì hoàn toàn yên tâm sử dụng thôi nha. Trạng núm hoạt động tốt. Em lên tay thử cho các bác xem chiếc này nha. Họa tiết mặt rất là đẹp. Vỏ viền sáng bóng. Tình trạng máy hoạt động tốt. Em này Zalo với các bác mã sản phẩm là E145 với giá chỉ có 1.950.000 nhé. Chốt đơn cho em chiếc này. E145 với giá là 1.950.000. Em qua mẫu đồng hồ tiếp theo giới thiệu đến cho các bác một chiếc Seiko Champion. Nó dòng máy Diasos 19 chân kính, máy cơ lên dây. Mặt rất là đẹp luôn các bác ạ. Những cái dòng máy này của Nhật Bản luôn luôn giữ được một cái độ mới rất là cao. Em này thì sẽ có cái phần vỏ viền này là vỏ viền vàng nha. Đây là vỏ viền vàng, em này thì cái phần vỏ này thì còn sẽ là còn khá là đẹp này. Đó, rất là đẹp luôn. Đây là núm như này, đây là một cái bộ núm lai, núm của chiếc sợt này. Đó, mặt đáy em này thì có khắc tên thương hiệu Seiko Champion. Đáy inox. Và ở đây thì sẽ có khắc trên cái phần đây là được bọc vàng 20 micron nha các bác. Đó, vỏ vàng này là được bọc vàng 20 micron. Kim cọc vàng. Máy cơ lên dây. Và đây cũng là một chiếc Seiko có cái size mặt khá là lớn, đó là size 36. Cái size khá là dễ đeo. Em lên tay cho các bác xem thử nha.
với cái thiết kế mặt khá là cổ điển dành cho các bác. Em này thì sẽ còn giữ được một cái độ mới rất là cao luôn này, mặt kính sáng bóng như kiểu là mặt sạc cơ các bác, nhưng mà nó rất là sáng. Chiếc này có mã là E166 nhé, Zalo với các bác giá là 1.880.000, 1.880.000, mã sản phẩm là E166. Tiếp tục lên cho các bác một chiếc Gawan. Đó, mặt rất là đẹp luôn, em này thì form dáng cực kỳ là phẳng phắn. Vỏ bọc thép không gì toàn thân này. Đó, em này phải mới lên đến 98% luôn đấy các bác ạ. Mặt kính sáng bóng với thiết kế mặt là các cọc số học trò. Và đây là các cọc số dạng quang nha các bác. Cọc số dạng quang, bộ máy cơ lên dây với 17 chân kính này. Em mở cho các bác xem cái phần máy bên trong của chiếc này nhá. Đó, đây là cái phần lắp đáy này. Đây là bộ máy bên trong của chiếc này. Bộ máy zin nguyên bản chính hãng của Gawan. Máy HMT-17G. Cơ lên dây đã được lau dầu và tình trạng máy hoạt động ổn định rồi nhá. Em lên tay chiếc này cho các bác xem này. Chiếc này sẽ có một cái size mặt, đó là size 35. Size 35 không tính nốm nhé. Quá là chất luôn với cái mẫu đồng hồ này. Zalo với các bác, mã sản phẩm là E163, giá chỉ có 1.250.000 nhé. Các bác này yêu thích mẫu đồng hồ này thì chốt đơn cho em với mã là E163, giá chỉ có 1.250.000. Tiếp tục qua mẫu giới thiệu đến cho các bác một chiếc đồng hồ Rado. Đó, Rado một cái thương hiệu đồng hồ quá là nổi tiếng của Thụy Sĩ thôi. Em này form dáng rất là khỏe khoắn và nam tính luôn. Cọc số trải tia có cài đá đen, 3 kim và một ô cờ lịch nằm tại góc 3 giờ này. Đó, bộ máy cơ tự động nhé. Đây là dòng máy Rado Markizen. Vỏ bọc thép không gì toàn thân. Các bác nhìn này, đồng hồ Thụy Sĩ nó luôn luôn tạo lên một cái sự khác biệt luôn các bác ạ, rất là đẹp. Nốm zin có logo. Cái vỏ thép này được đánh bóng rất là tốt. Chỉ cần một chút ánh sáng hắt vào thôi là nó đã sáng long lanh lên rồi này. Bây giờ mở luôn cho các bác xem cái bộ máy bên trong của em này nhá. Đó, và đây là bộ máy bên trong của chiếc này. Lắp đáy có khắc tên thương hiệu Rado và biểu tượng của hãng đồng hồ này. Đây là bộ máy bên trong nhé. Máy cơ tự động lên đến 25 chân kính. Vàng nguyên bản như thế này, Wismec, sản xuất tại Thụy Sĩ. Quá là đẹp luôn các bác ạ. Em này cái phần máy cũng như là phần vỏ gọi là đẹp không tì vết luôn ấy. Các bác nào mà thích những cái dòng máy Rado, máy cơ tự động của Thụy Sĩ, các bác chốt đơn cho em chiếc này nhá. Em này đúng là không còn điểm gì để mà chê luôn ấy. Với size mặt là 36. Size 36. Lên tay cho các bác xem thử chiếc này nhá. Đó, mặt rất là sáng. Bộ máy cơ tự động đã được lau dầu và căn chỉnh ổn định rồi. Em này giao lưu với các bác này, mã là E156 với giá chỉ có 2.680.000 nhé. E156 giá chỉ có 2.680.000. Em qua mẫu đồng hồ tiếp theo nha. Bulova, dòng máy long tram này. Đó, rất là đẹp luôn. Vỏ bọc thép không gì toàn thân. Em này zin nguyên bản luôn nha các bác. Đây là mặt đáy có khắc tên thương hiệu Bulova này. Đáy vuông thành bén cạnh. Nốm zin có logo và mặt, đây là phần mặt em này. Chữ Bulova thiết kế 2 kim, cọc số trải tia, mặt vân lụa rất là sang. Size ngang em này là 30 và size dọc của em này là 38 nhé. Size ngang 30 và dọc là 38. Lên tay cho bác xem thử chiếc này. Đó. Form dáng khá là dễ đeo, dành cho các bác nào có cổ tay vừa và nhỏ một chút nha.
máy cơ lên dây, nguyên bản chính hãng của Bolova. Rồi em sẽ mở cho các bác xem cái bộ máy bên trong của chiếc này nhé. Rồi và đây là bộ máy bên trong của chiếc Bolova này nha các bác. Bộ máy Bolova nguyên bản Thụy Sĩ này. Máy cơ lên dây 17 chân kính. Đó, máy bọc vàng rất là đẹp luôn. Máy vàng nha. Xin lỗi. Đã được lau dầu và căn chỉnh ổn định rồi. Tôi chốt đơn cho em chiếc này với mã là E88, giá là 1.950.000 nha. Và mẫu đồng hồ cuối cùng giới thiệu đến các bác trong video ngày hôm nay. Polzot Delosi, máy cơ lên dây 23 chân kính. Đó, Polzot của Liên Xô, mặt 12 tư thế. Quá là chất luôn các bác ạ. Đây là em Polzot với màu mặt đỏ mặn nhé. Vỏ viền bọc vàng. Đây này, phần vỏ còn rất là mới và đẹp. Đáy inox có khắc ngày sản xuất này, 9/3/1995. Trên này thì sẽ có size mặt là 34 nha các bác. Size 34 không kính núm. Bộ máy cơ lên dây 23 chân kính. Máy đã được lau dầu và hoạt động ổn định rồi nhá. Thì tình trạng núm hoạt động tốt này. Em lên tay cho các bác xem thử chiếc này. Đó. Quá là đẹp luôn đấy. Polzot Delosi. Rồi mở cho các bác xem bộ máy bên trong của chiếc này nha. Bộ máy Su, nguyên bản chính hãng của Liên Xô này, cơ lên dây 17 chân kính. Em này còn giữ được cái phần máy rất là sáng và đẹp. Rồi các bác quan tâm đến mẫu đồng hồ này thì chốt đơn cho em như với mã là E144 nhé. Giá là 1.780.000. Mã sản phẩm E144 với giá là 1.780.000. Và mẫu đồng hồ này cũng đã kết thúc video của em này ở đây rồi. Cảm ơn tất cả các bác đã theo dõi video. Để đặt mua hàng thì chốt đơn cho em về Zalo số điện thoại 0936 050 424, em đã ghi ở bên ngoài màn hình nhé. Còn đối với các bác lần đầu biết đến kênh thì đừng quên ấn vào nút đăng ký màu đỏ ở góc bên phải màn hình để có thể nhận thông báo đón xem các video mới nhất được em phát ở trên kênh. Còn bây giờ thì chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bác trong những video tiếp theo.